Hơn 40 năm qua, vợ chồng ông Nguyễn Văn Đấu và bà Nguyễn Thị Chăm ở ấp Thạnh Bình, xã Quả Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, coi việc tìm thuốc nam làm từ thiện là niềm vui cho mình và hạnh phúc cho mọi người. Dù không khoác lên mình chiếc áo blue trắng của nghề y, nhưng tấm lòng của ông Đấu và bà Chăm luôn xứng đáng với câu lương y như từ mẫu. Tấm lòng tử tế đó đã giúp cho những phòng khám đông y có nguồn thuốc cấp cho người bệnh. Nhiều người dân đã tụ họp nhau đến nhiều khu vực, địa phương để đi tìm và hái các loại thảo dược giúp đời. Ông Nguyễn Văn Đấu năm nay hơn 90 tuổi, còn bà Nguyễn Thị Chăm, vợ ông, cũng hơn 80. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông bà chẳng màng đến việc an nhàn bên con cháu, mà ngày ngày giải nắng dầm sương, tìm thuốc cung cấp cho các phòng khám từ thiện ở trong ngoài tỉnh. Hễ đi đâu thấy cây thuốc nam là ông bà đem về chặt ra phơi khô. Tuy không có chuyên môn về việc chữa bệnh, nhưng bằng đam mê, cả hai vợ chồng cứ mày mò tìm hiểu về các loại thuốc nam, rồi sưu tầm về và trữ lại. Sau đó, các phòng thuốc khi có nhu cầu sẽ đến tìm và tự chọn những loại thuốc phù hợp với nhu cầu. Từ những loại dược liệu phổ thông cho tới nhiều vị thuốc quý, mỗi tháng gia đình ông bà tìm cắt phơi khô được khoảng 300 kg. Cứ thế hơn 40 năm qua, bất kể nắng hay mưa, căn nhà của hai vợ chồng lão nông cứ rộn rã tiếng nói cười, xen lẫn tiếng chặt thuốc như gửi cả tấm lòng mình với mong muốn giúp đời, giúp người. Bởi vì mình thấy rồi mà đi chùa xong rồi ta đi, cây thuốc người ta đem nhiều quá rồi mình về cái mình đợi cái hốt thuốc đó. Hỏi cái cây này tên cây gì, mình về bắt đầu mình từ đó mà làm nó mê tới tới bây giờ mà về nằm ngủ mà thấy cây thuốc không nhổ là về khó ngủ lắm. Tôi mới đi với bà Chính, đi vậy rồi sao về cái thấy nó vui vẻ. Cái sau này cái gỗ ông đi, rồi ông ơi đi nữa, ông ra đi mắc cỡ quá. Tôi nói mắc cỡ rồi, bắt đầu tôi đi tôi cũng mắc cỡ rồi, đi bây giờ nó vui cũng chết vậy, giờ đi. Cái tôi nói vậy cái ông đi. Chẳng giống như ngày trước, cây thuốc giờ không còn nhiều, công việc tìm kiếm gặp khó khăn, nhất là với người lớn tuổi như ông Đấu bà Chăm. Niềm vui như được nhân lên khi những người con cháu của ông bà sẵn sàng bỏ thời gian, công sức đi đây đó tìm thuốc nam cứu người giống cha mẹ mình. Do nhu cầu dược liệu từ các phòng khám rất lớn, nên hầu như ngày nào gia đình cũng lặn lội đi tìm thuốc. Không chỉ ở các nơi trong vùng, họ còn đến những khu vực xa xôi thuộc các địa phương khác. Khi biết nơi nào có cây cỏ có thể sử dụng làm thuốc, họ lại tìm đến để xin chủ đất cho mình hái. Cây thuốc được tìm kiếm, cắt vô bao, mang về là cả công sức, sự vất vả của rất nhiều người. Gian nan là vậy, nhưng họ lại tự nguyện tha phương, cầu phước. Gì mà vui? Nó ngày mai đi thuốc phải nhiều lắm thì ra chợ mà nôn trong riết sáng nặng đi đó vậy đó. Dạ đi chặt thuốc thì mình vui cái này cho bà con người ta đi hốt đó. Đâu phải mình ở không mình đi đâu con. Gà cũng ai cũng có một chuyện á, mà nhân con chuyện. Mấy đứa này nó đi làm mướn không tối ngày vậy đó chứ còn nói đi kiếm thuốc là nó nghĩ đi chơi hả? Cây thuốc khó cỡ nào cũng kiếm. Cây nhào này đi đào lấy từ cái cọng rễ đó. Ở mấy đứa này nó gánh á, nó đi bằng cỏ đâu gặp thuốc nhổ đem về bỏ chúng tôi. Có cái thuốc chặt mới vui. Nấu cơm biết ăn rồi ăn để chặt phơi thuốc. Theo chia sẻ của vợ chồng ông Đấu bà Chăm, cứ nghĩ đến việc những người bệnh hoàn cảnh khó khăn có những cây thuốc để chữa bệnh thì họ sẽ vui biết bao nhiêu. Nên vợ chồng ông luôn động viên nhau, còn sức khỏe thì tiếp tục cố gắng. Hơn 40 năm qua, hành trình tìm thuốc cứu người của ông bà cứ lặng lẽ như thế. Dần về sau, hành động đẹp này còn có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Đó cũng chính là niềm vui, niềm mong mỏi lớn lao của hai vợ chồng lão nông tử tế, vẫn coi việc tìm thuốc nam làm từ thiện là niềm vui cho mình và hạnh phúc cho người.